ba món ăn để qua đêm được công nhận gây hại gan và thận mạnh nhất, dù có cất trong tủ lạnh cũng vô phương cứu chữa. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, có lẽ tủ lạnh là một trong những phát minh vĩ đại nhất, giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tủ lạnh thật sự không thần kỳ như bạn nghĩ. Có những loại thực phẩm dù được bảo quản trong tủ lạnh nhưng để qua đêm vẫn có thể bị mất dinh dưỡng, gây hại đến gan thận, biến chất. Điển hình là ba món sau đây. 1. Các món hải sản như tôm, cua, cá. Hải sản luôn nằm trong danh sách những loại thực phẩm đắt đỏ nhất. Vì vậy nếu không ăn hết, các gia đình có xu hướng cất hải sản vào tủ lạnh để bảo quản và sử dụng cho bữa ăn ngày hôm sau. Nhìn bằng mắt thường thì có vẻ hải sản để qua đêm không có gì độc hại. Tuy nhiên theo chuyên gia dinh dưỡng, hải sản chỉ ngon lành và bổ dưỡng nếu được ăn ngay sau khi nấu chín. Càng bảo quản lâu chúng sẽ càng bị mất chất. Thậm chí hàm lượng protein dồi dào trong hải sản có thể bị biến chất, có thể làm tổn thương gan, thận cho người ăn. Các bác sĩ khuyến cáo không được ăn hải sản đã để qua đêm, đồng thời không ăn hải sản đã chết. 2. Đậu phụ. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, đậu phụ tuy là món ngon, lại chứa chất có tác dụng ngừa bệnh tim mạch, chống ung thư. Tuy nhiên cơ thể chúng ta khó tiếp nhận các chất dinh dưỡng và hàm lượng protein của đậu phụ và các chế phẩm đậu nành đã để qua đêm, thậm chí còn gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đậu phụ sau khi nấu chín và để qua đêm, dù cho có được cất trữ trong tủ lạnh cũng sẽ chuyển hóa thành các chất độc hại khác, tạo môi trường cho các vi sinh vật nguy hiểm phát triển. Điển hình là vi khuẩn Botulium, một loại vi khuẩn chứa lượng độc tố lớn, mạnh gấp nhiều lần chất độc kali cyanua, có thể khiến con người bị liệt thần kinh, gây tử vong. 3. Các loại rau xanh. Rau xanh cũng thuộc nhóm được khuyến cáo không nên để qua đêm vì vào ngày hôm sau hàm lượng nitrit của chúng sẽ tăng khá cao. Lý do chủ yếu bởi rau thường được bón phân nitô và hình thành nitrat. Việc bảo quản rau trong tủ lạnh hay hâm nóng cũng không thể tiêu diệt hết các vi sinh vật và vi khuẩn cũng như hàm lượng nitrit, một chất đã được WHO công nhận là có khả năng gây ung thư. Nitrit trong rau để qua đêm dù không thể gây ung thư ngay trong lần đầu ăn nhưng về lâu dài chắc chắn gây hại cho sức khỏe. Hơn nữa sau một đêm chúng cũng không thể giữ được các chất dinh dưỡng quý báu của mình. Tóm lại, ba thực phẩm trên chính là ví dụ điển hình cho thấy tủ lạnh không phải là một món đồ dạng năng như nhiều người vẫn nghĩ. Nhiều người cho rằng tủ lạnh là nơi an toàn nhất để bảo quản thực phẩm bởi chúng luôn ở nhiệt độ thấp. Vì thế đồ ăn sẽ giữ nguyên ở trạng thái tươi ngon mà không sợ hư hỏng. Nhưng sự thật là thực phẩm càng để lâu trong tủ lạnh thì càng mất giá trị dinh dưỡng, thậm chí là nguy cơ gây mất an toàn dễ gây ngộ độc, hại sức khỏe người ăn. Không để thức ăn đã chế biến còn dư thừa qua 2 ngày trong tủ lạnh, nếu có mùi cần lập tức dứt bỏ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tốt nhất là chúng ta không nên nấu quá nhiều thức ăn cùng một lúc. Chỉ nên sử dụng tất cả thực phẩm trong một bữa, hạn chế thói quen sử dụng lại thức ăn thừa. Nếu không ăn hết, thức ăn thừa cần được đựng trong những hộp có nắp kín và sử dụng trong ngày. 10 loại thực phẩm không nên giữ trong tủ lạnh. Nếu bạn nghĩ một món ăn tươi ngon, tốt cho sức khỏe được làm từ những nguyên liệu mát lạnh vừa lấy ra từ tủ lạnh thì bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Quan niệm tủ lạnh là nơi an toàn cho mọi loại thực phẩm có thể xuất phát từ niềm tin rằng việc cấp đông thức ăn sẽ giết chết vi khuẩn, thực tế thì nó chỉ khiến chúng không hoạt động. Tủ lạnh có thể kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm nhưng cũng có thể gây hại cho chúng. Tiếp theo mời quý vị theo dõi 12 loại thực phẩm nhất định bạn không được giữ trong tủ lạnh. 1. Bánh mì. Cất bánh mì vào tủ lạnh không phải là cách lý tưởng nhất để kéo dài tuổi thọ của nó. Việc này không những nhanh làm khô ổ bánh, mà còn ảnh hưởng đến cả hương vị và kết cấu của bánh mì, làm chúng trở nên cứng. 2. Cà chua. Tránh để cà chua trong tủ lạnh vì hương vị tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Thực phẩm giàu dinh dưỡng chính trong môi trường nhiệt và ngược lại trong môi trường lạnh.
Do đó, đặt cà chua trong tủ lạnh sẽ làm dừng quá trình chín và khiến nó mất đi hương vị vốn có ban đầu. 3. Hành tây. Hành tây phản ứng không tốt khi gặp độ ẩm. Khi được bảo quản trong tủ lạnh, hành tây chuyển mềm và mốc bởi hấp thụ nước. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài chúng trông giống hệt nhau khi đặt ở ngoài hay trong tủ lạnh. Vì thế, không nên lưu trữ hành tây trong tủ lạnh nhé. 4. Tỏi. Bên cạnh việc bị mốc, sau một thời gian, tỏi sẽ nảy mầm trong tủ lạnh. Đây chắc chắn là điều mà không hề ai mong muốn khi đang cần sử dụng tỏi để ướp thịt cá. 5. Thảo mộc tươi. Các loại thảo mộc rất dễ bị ảnh hưởng với các mùi khác xung quanh. Giữ chúng trong tủ lạnh sẽ khiến chúng mất đi hương vị ban đầu và bị khô nhanh chóng. 6. Chuối. Nhiệt độ lạnh làm chậm quá trình chín của chuối. Khi có dự định ăn nải chuối mới mua trong vòng vài ngày, tốt nhất nên bảo quản ở nhiệt độ phòng. 7. Bơ. Bơ mua tại cửa hàng thường cứng vì chúng chưa chín hoàn toàn. Tương tự như chuối, bảo quản bơ trong tủ lạnh sẽ càng làm quá trình chín kéo dài hơn. 8. Mật ong. Nhờ có chất bảo quản tự nhiên, mật ong có hương vị ngon nhất ở nhiệt độ phòng trong khoảng thời gian tương đối. Chỉ cần hũ mật ong vẫn được đậy kín. Việc lưu trữ trong tủ lạnh sẽ làm kết tinh mật ong trở thành dạng gần giống như bột và thực sự không dễ dàng khi lấy mật ong ra khỏi hũ. 9. Các loại hạt. Mặc dù lưu trữ trong tủ lạnh ngăn không cho tinh dầu tự nhiên trong các loại hạt bị ôi, nhiệt độ lạnh có thể làm giảm hương vị tự nhiên của hạt. Các loại hạt được khử mùi cũng có xu hướng hấp thụ mùi từ thực phẩm khác trong tủ lạnh. Tốt nhất nên bảo quản hạt trong hộp kính và đặt ở nhà bếp. 10. Mứt sô-cô-la. Với tín đồ mê sô-cô-la, bánh mì nướng phết sô-cô-la là lựa chọn hàng đầu cho bữa sáng hoặc một bữa ăn nhẹ. Lọ đựng sô-cô-la cần được đặt trên kệ, bảo quản ở nhiệt độ phòng để giữ hương vị và tránh bị đông cứng. 11. Khoai tây. Khi bảo quản khoai tây trong tủ lạnh, tinh bột trong khoai tây sẽ chuyển thành đường, đồng thời chúng sẽ mất đi chất dinh dưỡng. Vì thế, để bảo quản tốt khoai tây, chúng ta nên bảo quản chúng trong môi trường thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Trên đây là top những loại thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh, chúng ta nên lưu ý để tránh làm mất đi hương vị cũng như chất dinh dưỡng vốn có trong các loại thực phẩm này quý vị nhé. Thưa quý vị, đối với U50 trở lên, khi vừa thức dậy, một số dấu hiệu đơn giản có thể phản ánh tình trạng sức khỏe. Nếu có 5 biểu hiện này sau khi thức dậy buổi sáng thì chứng tỏ bạn có một cơ thể khỏe mạnh và tuổi thọ tốt. 1. Tràn đầy năng lượng và tư duy nhanh nhạy. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, nếu bạn cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng và suy nghĩ nhanh chóng, điều này có nghĩa là chất lượng giấc ngủ rất tốt. Đồng thời, đây là dấu hiệu cho thấy não của bạn nghỉ ngơi đầy đủ và được bổ sung các chất dinh dưỡng thường xuyên. Chúng ta nên bắt đầu giấc ngủ vào lúc 22 giờ và thức dậy lúc 7 giờ hôm sau. Nếu duy trì được giấc ngủ như vậy, khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, đầu óc sẽ vô cùng minh mẫn, cơ thể tràn đầy năng lượng khỏe khoắn. Bạn sẽ có động lực để hoàn thành nhiều hoạt động trong ngày vì cơ thể đã được nghỉ ngơi đầy đủ. 2. Không đau mỏi khớp, vận động thoải mái. Nếu bạn không cảm thấy đau khớp sau khi thức dậy vào buổi sáng và có thể di chuyển thoải mái, điều này có nghĩa là xương khớp của bạn vô cùng khỏe mạnh. Bệnh về xương khớp là một trong những vấn đề người già gặp phải nhiều nhất. Những người trên 60 tuổi nếu không quan tâm tới vấn đề xương khớp thường mắc phải nhiều căn bệnh khác nhau. Điều này sẽ khiến cơ thể gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Đặc biệt, tác động của xương khớp với cơ thể sẽ được thể hiện rõ nhất vào buổi sáng. Nếu như bạn có thể dễ dàng di chuyển mà không bị đau nhức hay mỏi mệt thì chúc mừng bạn đang có một sức khỏe tuyệt vời. 3. Ăn ngon và tiêu hóa bình thường. Một điểm nữa mà bạn cũng cần chú ý sau khi thức dậy vào buổi sáng là hệ tiêu hóa của mình. Nếu bạn có thể ăn sáng bình thường mà không bị đau bụng, đầy hơi hay khó tiêu thì chứng tỏ hệ tiêu hóa của bạn đang hoạt động khá tốt. Khi về già,
chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả sự gia tăng các rối loạn sức khỏe tiêu hóa. Gần 40% người lớn tuổi từng trải qua một hoặc nhiều triệu chứng tiêu hóa liên quan đến tuổi tác mỗi năm. Tuổi cao khiến hệ tiêu hóa đồng thời giảm cả ba chức năng, co bóp, tiết dịch và hấp thu. Chính vì những lý do này mà nhiều chứng bệnh đường tiêu hóa rất dễ phát sinh như nghẹn, nấc, đầy bụng, táo bón hoặc phân không thành khuôn. Bạn nên chú trọng chế độ ăn uống để hệ tiêu hóa được hoạt động khỏe mạnh. Về già, vào thời điểm sau khi thức dậy, bạn nên chọn những thực phẩm nhẹ nhàng, dễ hấp thu để cơ thể thoải mái nhất. 4. Mắt sáng và tầm nhìn ổn định. Sau khi thức dậy, mắt sẽ mở đầu tiên. Nếu như bạn thấy thị lực của mình lúc này sáng, không có quá nhiều nước mắt, thị lực tương đối ổn định thì chứng tỏ mắt của bạn khá khỏe mạnh. Sau tuổi 60, khi cơ thể bắt đầu lão hóa, nhiều bộ phận trên cơ thể sẽ dần trở nên kém hơn, trong đó có mắt. Đại đa số người già đều có khả năng bị viễn thị. Điều này khiến mắt bị mờ và khá hạn chế tầm nhìn. Các bệnh về mắt ở người già có thể gây ảnh hưởng đến thị lực hoặc nặng hơn có thể dẫn đến mù lòa nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời. Vậy nên nếu như sau khi thức dậy, mắt của bạn vẫn hoạt động tốt, vẫn có thể nhìn mọi thứ, màu sắc xung quanh thì bạn đang sở hữu điều mà rất nhiều người mong muốn. 5. Nhịp tim ổn định và nhịp thở đều. Nhịp tim và nhịp thở đối với những người cao tuổi là cực kỳ quan trọng. Nếu sau khi thức dậy vào buổi sáng, nhịp tim của bạn ổn định, nhịp thở đều hay không có bất cứ hiện tượng khó thở hoặc tức ngực nào thì chứng tỏ hệ thống tim phổi trong cơ thể bạn đang hoạt động khá tốt. Nhiều người có triệu chứng căng tức ngực, nhịp thở nhanh và dồn dập sau khi thức dậy. Điều này ảnh hưởng rất tiêu cực đến sức khỏe của người cao tuổi. Để giữ gìn chức năng tim, phổi, người trên 55 tuổi cũng nên duy trì các hoạt động tập luyện nhẹ nhàng để cơ thể dễ dàng thích nghi sau những hoạt động có phần quá sức. Đối với người trung niên và người cao tuổi, sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Bằng cách quan sát cơ thể với 5 biểu hiện trên sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn có thể bước đầu đánh giá được tình trạng sức khỏe của mình. Tất nhiên, quý vị vẫn nên thường xuyên đi kiểm tra và rèn luyện những thói quen sinh hoạt lành mạnh. Hy vọng tất cả chúng ta đều có một sức khỏe tốt và lâu dài. Thưa quý vị, phần tiếp theo của video hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 5 thói quen dễ gây đột tử nhất mà nhiều người vẫn thường xuyên mắc phải. Trước đây, đột tử thường gặp ở người già và bệnh nhân mắc bệnh tim mạch vành, nhưng hiện nay nó có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Hội chứng đột tử là một thuật ngữ rộng có thể mô tả bất kỳ cái chết đột ngột, bất ngờ nào do nguyên nhân tự nhiên. Đây không phải là một tình trạng hoặc chuẩn đoán chính thức và không nhất thiết chỉ ra một tình trạng bệnh lý cụ thể. Có nhiều nguyên nhân gây ra hội chứng đột tử, nhưng những thói quen sinh hoạt xấu hàng ngày đóng một vai trò quan trọng trong số đó. Vậy những hành vi nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể dễ dàng dẫn đến đột tử? Dưới đây là 5 thói quen xấu dễ gây đột tử mà nhiều người mắc nhất. 1. Thường xuyên thức khuya không nghỉ ngơi. Nhiều người thường thức khuya không nghỉ ngơi trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt đối với những người làm việc trong ngành công nghệ thông tin, bác sĩ, thiết kế, biên kịch. Việc thức khuya kéo dài, cơ thể nghỉ ngơi không đủ sẽ làm tăng gánh nặng cho tim, nhất là với người mất ngủ. Thường xuyên thiếu ngủ sẽ làm tăng khả năng đột tử do thức khuya. Đột tử do tim là nguyên nhân phổ biến nhất trong các loại hội chứng đột tử. 2. Tâm trạng chán nản và căng thẳng quá mức. Ngày nay, với sự tăng tốc của nhịp sống, đặc biệt là ở giới trẻ, áp lực cuộc sống và công việc của nhiều người ngày càng gia tăng khiến tinh thần rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, dẫn đến ngủ không đủ giấc, tinh thần chán nản mệt mỏi. Thực tế, việc chịu đựng áp lực tinh thần trong thời gian dài sẽ không chỉ tác động xấu đến não mà còn làm tăng gánh nặng cho tim. Mạch máu não và tim chịu áp lực đến một mức độ nhất định, nếu không còn có thể chịu đựng được nữa sẽ xảy ra tình trạng đột quỵ, đột tử. 3. Vận động quá mạnh. Tập thể dục có thể cải thiện thể chất của con người và làm cho họ khỏe mạnh hơn,
Nhưng điều này chỉ đúng khi bạn thực hiện nó với tần suất và cường độ vừa phải. Tần suất hoặc cường độ tập quá dày đặc, quá nặng và cách tập sau sẽ khiến cơ thể chúng ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đặc biệt là khi con người mệt mỏi, việc ép buộc cơ thể tập thể dục là một gánh nặng lớn. Khi việc tập luyện gây áp lực lên cơ thể vượt quá giới hạn chịu đựng của nó thì hội chứng đột tử rất có thể sẽ tìm đến bạn. 4. Cảm xúc lo lắng, cáu kỉnh và trầm cảm. Trong cuộc sống hàng ngày, lo lắng kéo dài cũng sẽ làm tăng nguy cơ đột tử. Nhiều người bỏ qua tình trạng này. Thực tế thời cổ đại đã từng xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy. Trầm cảm và lo lắng kéo dài sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu hao năng lượng của cơ thể con người. Đồng thời, nó cũng khiến quá trình trao đổi chất tuần hoàn bên trong bị trì trệ, từ đó gây ra tổn thương cho tim. Theo thời gian, nguy cơ đột tử sẽ tăng lên. 5. Ăn quá nhiều và ăn uống thất thường. Do nhịp sống hối hả, nhiều người có chế độ ăn uống không đều đặn, thường không ăn đủ 3 bữa một ngày. Năng lượng cần thiết trong cơ thể không thể được bổ sung kịp thời. Theo thời gian, cơ thể chúng ta sẽ giống như một chiếc máy tính, thiếu điện trầm trọng sẽ tự động sập nguồn. Nhưng điều khác là chúng ta không chắc rằng có thể tỉnh lại được nữa hay không. Vì vậy, để có được một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta nên dành cho mình đủ thời gian để bổ sung năng lượng kịp thời bằng chế độ ăn uống hợp lý, đều đặn và đầy đủ dinh dưỡng. Thưa quý vị, nếu duy trì được một hệ thống tim mạch khỏe sẽ giảm được 80% nguy cơ đột quỵ và có lợi cho tuổi thọ. Tim mạch đóng vai trò quan trọng với sức khỏe, giúp các cơ quan khác hoạt động hiệu quả và duy trì sự sống của con người. Hệ thống tim mạch đóng vai trò quan trọng với sức khỏe, có chức năng chính là bơm máu, vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến các mô và cơ quan khác nhau trên cơ thể. Khi tim suy yếu, mạch máu tắc nghẽn, chúng có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch vành, đột quỵ. Các bệnh lý kể trên nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ. Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, các chuyên gia y tế khuyến khích mọi người nên thực hiện chế độ ăn uống và thói quen lành mạnh. Cụ thể, mọi người có thể bổ sung thêm 4 thứ vào chế độ ăn, làm thêm 2 việc đơn giản để trẻ hóa tim mạch, kéo dài tuổi thọ. 4 thực phẩm tốt cho tim mạch. 1. Chuối. Chuối là loại trái cây bổ dưỡng, rất giàu kali và vitamin B6. Đây là hai chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tim mạch. Kali trong chuối có thể giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kali có thể giúp cơ thể loại bỏ lượng natri dư thừa, từ đó giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả và giảm căng thẳng cho hệ tim mạch. Ngoài ra, kali cũng có thể giúp quá trình lưu thông máu diễn ra hiệu quả và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, vitamin B6 trong chuối cũng là yếu tố cần thiết giúp cơ thể tổng hợp một chất dinh dưỡng quan trọng cho tim là coenzyme Q10. Coenzyme Q10 có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ và có thể bảo vệ tế bào tim khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, đồng thời trì hoãn sự lão hóa của tim. 2. Hạnh nhân. Hạnh nhân là thực phẩm bổ dưỡng, tiêu thụ thường xuyên có thể tiếp thêm sinh lực cho tim và giữ cho trái tim luôn trẻ trung. Hạnh nhân rất giàu axit béo không bão hòa, vitamin E, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Những thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Các chất dinh dưỡng trong hạnh nhân có thể giúp giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp và ngăn ngừa quá trình stress oxy hóa, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài giá trị dinh dưỡng, hạnh nhân còn có thể giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Chất xơ trong hạnh nhân cũng giúp tăng cảm giác no, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả, ngăn ngừa béo phì, tốt cho tim mạch. Ngoài ra, hạnh nhân rất giàu magie, có thể giúp thư giãn mạch máu, cải thiện tuần hoàn máu, có lợi cho sức khỏe tim mạch. 3. Nho. Nho là loại trái cây giàu chất dinh dưỡng. Các chất chống oxy hóa trong nho có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ giúp cơ thể chống lại các tác hại do gốc tự do gây ra, hạ mỡ máu và chống viêm, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách ngăn ngừa sự tích tụ tiểu cầu,
giảm huyết áp. Nho chứa chất xơ và kali, cả hai đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị tăng cường bổ sung kali và giảm tiêu thụ natri để cải thiện huyết áp và sức khỏe tim mạch. 4. Yến mạch. Yến mạch là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chẳng hạn như chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất. Trong đó, chất xơ giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và bệnh tim mạch. Đồng thời, trong yến mạch có chứa beta-glucan có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả. Beta-glucan trong yến mạch có thể liên kết với phân tử cholesterol trong ruột non và đào thải chúng ra khỏi cơ thể thay vì hấp thụ vào máu, từ đó giúp giảm mức cholesterol có hại LDL trong máu hiệu quả, từ đó giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ngoài việc tăng cường bổ sung 4 loại thực phẩm tốt cho tim mạch kể trên, mọi người cũng nên cần phải duy trì một chế độ ăn ít muối, ít chất béo, ít đường, bổ sung chất xơ qua các loại rau củ quả tươi để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, mọi người cũng cần chú trọng đến các thói quen tốt cho tim. Làm thêm 2 việc để bảo vệ tim mạch. 1. Tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục có tác dụng tích cực đối với sức khỏe tim mạch. Thường xuyên tập thể dục với cường độ vừa phải có thể giúp ổn định huyết áp, cải thiện tuần hoàn máu, giảm cholesterol, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. Tất cả đều là các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh tim mạch. Để có sức khỏe tim mạch tối ưu, mọi người nên dành ít nhất 150 phút một tuần cho các hoạt động thể chất với cường độ vừa phải hoặc ít nhất 75 phút một tuần cho các hoạt động thể chất với cường độ mạnh. Mọi người có thể lựa chọn các hoạt động thể chất như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, nhảy dây, leo cầu thang bộ ở nhà hoặc nơi làm việc, chơi các môn thể thao như tennis, bóng đá, bóng rổ hoặc bóng bàn. 2. Thư giãn và hạn chế căng thẳng. Căng thẳng cao độ trong thời gian dài có thể gây tổn hại cho sức khỏe tim mạch và tuổi thọ. Do đó, mọi người nên học cách thư giãn và giải tỏa căng thẳng cho bản thân để giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Mọi người có thể học cách thư giãn tâm trí bằng cách ngồi thiền, học yoga, tập thở hoặc dành thời gian để thực hiện các sở thích cá nhân như đọc sách, nghe nhạc. Tất cả điều này đều có lợi cho sức khỏe tim mạch. Phần cuối của video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một số loại rau xuất hiện quen mặt trong các bữa ăn hàng ngày nhưng lại có tác dụng không thua kém gì nhân sâm, thuốc bổ. Đầu tiên, loại rau có giàu hàm lượng selen gấp 30 lần hành tây là thuốc hạ đường huyết tự nhiên lại rất bổ máu, được nhắc đến ở đây là rau mồng tơi. Bổ sung loại rau quen thuộc này vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Rau mồng tơi là loại rau phổ biến, được trồng rộng rãi ở nhiều nơi để làm rau ăn. Theo y học hiện đại, rau mồng tơi có giá trị dinh dưỡng cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, bao gồm carbohydrate, phenol, các axit amin thiết yếu cùng nhiều khoáng chất và vitamin cần thiết khác như canxi, phốt pho, kali, natri, sắt, đồng, magie, kẽm, selen, provitamin A, vitamin B3, B9, C. Đặc biệt, hàm lượng selen trong loại rau này nhiều gấp 30 lần so với hành tây, có thể cải thiện khả năng miễn dịch, bổ máu. Loại rau này còn được mệnh danh là rau trường thọ vì có tác dụng trong phòng và chữa nhiều bệnh lý. 1. Hạ đường huyết. Rau mồng tơi là một trong các loại rau giúp hạ đường huyết hiệu quả và rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng chất xơ cao trong loại rau này có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu đường từ máu và góp phần điều chỉnh mức đường huyết. Bên cạnh đó, hàm lượng lớn vitamin C cũng giúp tối ưu hóa hoạt động của tuyến tụy, hỗ trợ quá trình sản xuất insulin. Vitamin K có giúp cải thiện sự kích thích các protein liên quan đến việc kiểm soát đường huyết. Ngoài ra, chất nhầy có trong rau mồng tơi cũng có tác dụng hạ đường huyết rất tốt nhờ khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu sau khi ăn, ngăn ngừa nguy cơ bị tăng đường huyết đột ngột. Dẫu vậy, những người mắc bệnh tiểu đường cần tham khảo ý kiến từ bác sĩ để tránh ăn loại rau này một cách an toàn. 2.
chống ung thư. Rau mồng tơi cũng được biết đến là loại rau có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Loại rau này chứa nhiều carotenoid chống oxy hóa, trung hòa gốc tự do nguy hại nên có thể phòng ngừa ung thư. Vì vậy, thường xuyên ăn rau mồng tơi là thói quen tốt, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. 3. Bổ máu. Lá mồng tơi có chứa khá nhiều sắt, chiếm 15% mức khuyến nghị mỗi ngày, từ đó khắc phục tình trạng thiếu máu ở người. 4. Ngăn ngừa loãng xương. Sắt và canxi là hai nguyên liệu quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của hệ thống xương khớp, các tế bào trong hệ miễn dịch, tế bào máu và thần kinh. Mồng tơi có chứa hàm lượng sắt và canxi khá cao nên có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa loãng xương ở người, nhất là ở người cao tuổi. Sử dụng rau mồng tơi kết hợp cùng một số thực phẩm bổ dưỡng khác để chế biến thành món ăn ngon chính là một trong những giải pháp cải thiện triệu chứng đau nhức xương khớp hiệu quả. 5. Nhuận tràng. Không chỉ giúp hạ đường huyết, chất nhầy trong rau mồng tơi còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và trơn tru hơn nhờ khả năng kích thích nhu động ruột hoạt động. Do đó, thêm rau mồng tơi vào thực đơn hàng ngày của bạn sẽ có tác dụng nhuận tràng rất tốt. Tuy nhiên có 3 nhóm người không nên ăn rau mồng tơi. 1. Người bị sỏi thận. Rau mồng tơi ăn mát và tốt cho cơ thể nhưng những người bị sỏi thận nên tránh ăn. Nguyên nhân là vì chúng chứa nhiều purin, khi hấp thụ qua cơ thể sẽ tạo thành axit uric làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Ngoài ra, các axit oxalic trong loại rau này có khả năng liên kết với canxi trong máu, lắng đọng tại thận, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển. 2. Người đau dạ dày. Người đau dạ dày cũng nên hạn chế ăn rau mồng tơi vì lượng chất xơ lớn trong loại rau này có thể khiến dạ dày khó chịu khi ăn nhiều. 3. Người đang bị tiêu chảy. Mặc dù mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón nhưng nếu ăn quá nhiều mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy. Nguyên nhân là vì loại rau này có tính hàn, người đang bị tiêu chảy ăn vào sẽ càng làm nặng thêm tình trạng tiêu chảy. Loại rau thứ hai chúng tôi muốn nói ở đây là một loại rau gia vị có tác dụng giúp hạ đường huyết, là thuốc chống ung thư hiệu quả. Loại rau này không còn xa lạ với người Việt nhưng ít người hiểu hết công dụng của nó. Rau mùi là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Không chỉ giúp tăng hương vị cho món ăn, loại rau này còn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Y học hiện đại xác nhận rau mùi chứa protein, vitamin, khoáng chất, chất béo, caroten và các chất dinh dưỡng khác, trong đó vitamin C cao hơn các loại rau thông thường. Người bình thường ăn 7 đến 10 gram rau mùi có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C một ngày của cơ thể. Hàm lượng carotene chứa trong loại rau này cao hơn 10 lần so với cà chua, dưa chuột. 1. Chống ung thư. Một nghiên cứu đã chứng minh được rau mùi, loại rau bán quanh năm ở chợ Việt có tác dụng chống ung thư tự nhiên mọi người nên tận dụng. Chất flavonoid trong rau mùi có tác dụng ngăn ngừa một số loại ung thư như ung thư da, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Rau mùi cũng giàu các chất chống oxy hóa bao gồm beta-carotene, vitamin C, vitamin E, ferulic, giảm nguy cơ mất cân bằng oxy hóa trong các tế bào, nguyên nhân gây bệnh ung thư. 2. Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng lá rau mùi có chứa các enzyme hoạt hóa, giúp hỗ trợ giảm lượng đường trong máu. Theo đó, những người mắc bệnh tiểu đường được tiêu thụ loại rau thảo mộc này trong khoảng thời gian nhất định. Kết quả lượng đường trong máu của họ giảm mạnh và ổn định hơn. 3. Cải thiện sức khỏe xương khớp. Rau mùi có các khoáng chất quan trọng như canxi, phốt pho và magie có thể làm tăng mật độ xương và hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp. Vì vậy, nếu bạn muốn có xương chắc khỏe, rau mùi có thể là một lựa chọn tốt. 4. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa dễ hơn. Lá rau mùi rất giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Điều đó giúp tăng cường tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và giúp kiểm soát chứng đầy hơi và táo bón. Cung cấp chất xơ, rau mùi giúp bạn cảm thấy no hơn và ngăn ngừa ăn nhiều, đồng thời giữ cho đường ruột của bạn khỏe mạnh. 5.
tăng cường sức khỏe tim mạch. Rau mùi rất thân thiện với trái tim, có thể giúp thải lượng natri thừa ra khỏi cơ thể, từ đó giúp hỗ trợ giảm huyết áp. Hơn nữa, rau mùi cũng rất giàu chất chống oxy hóa và chất xơ nên nó hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tốt cho người mỡ máu. 6. Chống khuẩn, chống viêm tốt. Tinh dầu của cây rau mùi có tính kháng khuẩn cao. Vì vậy, loại thảo mộc này thường được sử dụng trong việc điều trị các bệnh về nhiễm trùng do nấm, vi khuẩn hoặc nấm men gây ra. 7. Giúp đôi mắt khỏe mạnh. Với hàm lượng các chất chống oxy hóa và hàm lượng beta-carotene cao, rau mùi được xem là loại thảo dược có ích trong việc điều trị các bệnh liên quan đến mắt và cải thiện thị lực. Không những thế, rau mùi còn có công dụng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Có một số lưu ý khi sử dụng rau mùi. Là loại rau gia vị có tác dụng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn rau mùi không đúng cách, bạn có thể rước bệnh vào người. Những người dưới đây nên hạn chế sử dụng rau mùi. Người gặp vấn đề về hô hấp. Tiêu thụ quá nhiều rau mùi có thể gây ra các vấn đề hô hấp cấp tính và dẫn đến các bệnh phổi mãn tính như hen suyễn. Cho nên, những người gặp các vấn đề về hô hấp không nên ăn rau mùi để tránh bệnh tình nghiêm trọng hơn. Người mắc bệnh dạ dày, tuy tốt cho hệ tiêu hóa nhưng quá nhiều rau mùi sẽ làm tăng gánh nặng lên dạ dày, gây rối loạn hệ tiêu hóa. Người bị bệnh gan, ăn rau mùi ở số lượng vừa phải sẽ giúp loại bỏ các vấn đề về gan nhưng nếu lạm dụng, các thành phần trong rau sẽ làm việc ngược lại. Điều này làm tăng bài tiết mật và cuối cùng sẽ khiến gan bị tổn thương. Người có cơ địa bị dị ứng, tinh dầu trong lá và hạt rau mùi có thể gây kích ứng da. Vì vậy, những người có cơ địa dễ bị dị ứng nên mang gang tay khi tiếp xúc với loại rau thơm này. Chúng tôi thực sự mong rằng những gì mà ban biên tập chia sẻ trong video này có ích cho bạn. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào nút chia sẻ để giúp những người thân yêu của mình cùng khỏe mạnh. Hãy nhấn vào biểu tượng chuông để thường xuyên cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.